Chiều ngày 11 tháng 9 vừa qua, Lee Min Ho có mặt tại sân bay lên đường sang Tây Ban Nha ghi hình ngoại cảnh cho bom tấn Legend of the Blue Sea. Theo lịch trình, Jun Ji Hyun cũng cùng xuất ngoại, thế nhưng mở chạnh vẫn hoàn toàn mất hút khỏi ống kính của truyền thông và các fan. Sự xuất hiện của Mỹ Nam hàng đầu làng giải trí khiến sân bay một phen náo loạn. Với trang phục đơn giản, Lee Min Ho như mọi lần vẫn đốn tim các fan bằng vẻ ngoài điển trai, phong độ. Đặc biệt, nụ cười tươi rói khoe lúm đồng tiền chính là vũ khí khiến người hâm mộ ngất ngây của anh chàng. Biểu cảm thích thú trên gương mặt cho thấy sự háo hức trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Min Ho sau gần 3 năm vắng bóng. Legend of the Blue Sea kể về tình yêu mang yếu tố giả tưởng giữa người và người cá. Tác phẩm lấy ý tưởng từ câu chuyện được lưu lại trong sử sách của học giả Yu Mong-in vào thời Joseon. Người dân Kim Jam-yeon đã thả người cá trở về đại dương trước khi chuẩn bị đánh bắt trở lại. Trong phim, Lee Min Ho sẽ đảm nhận hai vai Kim Mo, con trai gia đình quý tộc triều đại Joseon, và Hae Jun-che, thiên tài lừa đảo chuyên mạo danh những người trí thức. Sau khi bỏ lỡ Hậu Duệ Mặt Trời và Signal, đài SBS muốn lấy lại danh tiếng nhờ Legend of the Blue Sea. Với tên tuổi của hai diễn viên chính, bộ phim nghiễm nhiên trở thành dự án truyền hình được khán giả khắp châu Á mong đợi nửa cuối năm 2016. Thậm chí, trước khi chính thức ghi hình, Legend of the Blue Sea còn được phía Trung Quốc chào mua với giá cực khủng. Đây được xem là thành công ban đầu và hy vọng bộ phim sẽ không khiến khán giả thất vọng khi lên sóng vào tháng 11 tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.